Suy nghĩ kỹ trước khi mua và trước khi rút tiền trước hạn. Tại sao nhà nước lại cấp phép hoạt động kinh doanh có thể lờ cho người dân? Cái gì cũng có giá của nó. Muốn có lái và được quyền lợi bảo vệ cao chăn đời thì phải tiết kiệm một cách có cửa luật. Không thể thích thì đóng, không thích thì dừng. Cũng như doanh nghiệp bảo hiểm không thể thích thì trả tiền bảo hiểm không thích thì số. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm, sẽ bị phạt rất nặng Vậy nếu người dân không đóng phí bảo hiểm thì sao bị phạt số tiền hủy trước hạn là công bừng thôi. Tập cho người dân Việt Nam thói quen tiết kiệm có kỷ luật để nhanh chóng theo kịp bạn bè các nước. Giải pháp mua bảo hiểm nhân thọ là cần thiết như mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội vậy, nhưng mua ở mức chắc chắn có khả năng đóng dài hạn trên 10 năm nhé. Nhân viên tư vấn phải trình bày thật kề để người dân có thể suy nghĩ kề trước khi mua. Không thể cho nói lái mà không nói lờ và không nói khả năng mất vốn nếu hủy trước 5 năm.